như kiểu tóc của Đoan Trang, Thu Minh. Minh. Yeah, that's it. Đó là những người mà cột tóc cao ngược lên, là chuyên gia hát đen hò mình. Em hơi nhức đầu chút xíu. Bạn khi bạn dặm cái tay á, nó rất là gì nè. Có nghĩa là bà Ngân dặn dặm sao là dặm như vậy, không có điều khiển được tay chân mình một cách linh hoạt, làm một cách ngu ngơ. Anh nghĩ đó, nó lại chậm và vẫn ngu ngơ, không có nhịp, không có nhịp. Cái mà em thổi không được, anh kia thổi được là kiểu như là chị ngã em nâng, hiểu không? Còn bây giờ cái này mà bây giờ vẽ không được nữa, lại còn chấp vá mà vẽ được thì bà là không bao giờ cuộc đời này mất hy vọng. Đấy, cứ tiếp tục sống và ánh sáng ra cuối đường hầm, cái kiểu đấy đấy. Chúng ta hãy nhìn cái cách cô ấy đứng. Rất nhiều chướng ngại vật từ đầu tóc, bên hông, ba sườn, bẹn và cả xương chậu của cô ta. Thế nhưng cô ta vẫn giữ tư thế rất tốt. Đó là một người biết control. Yeah. Đứng trên sân khấu biết cách tương tác với vấn đề. Cái thứ hai, cầm một cái bảng vậy không phải dễ dàng. Rất mỏi nách nhưng cô ấy không di chuyển. Có nghĩa là cái người vẫn biết control, vẫn là control. Cái thứ ba, cô ấy cột tóc rất cao, rất sát. Thường em để ý những người lên sân khấu, biết cách lên sân khấu, mới cột cái kiểu mà sát dựng ngược lên như vậy, để cho sáng cái mặt. Đúng, như kiểu tóc của Đoan Trang, Thu Minh. Minh. Yeah, that's it. Đó là những người mà cột tóc cao ngược lên, là chuyên gia hát đen hò mình. Em hơi nhức đầu chút xíu. Cái thứ ba, hãy nhìn mớ dây chuyền mà nó mang cái hình tượng nhà hàng tiệc cưới của cô ta đeo đi. Và thường chúng ta chỉ thấy những loại long lanh như vậy ở các buổi tiệc cưới. Cô này chắc chắn có thể là một lát cô sẽ ra trình diễn, hát một cái gì đó nhạc sôi động. Sam không nghĩ rằng là với những cái trang phục và phụ kiện này là của chương trình cung cấp cho bạn ấy. Dạ không, của cô ấy. Rõ ràng cái bông tai nè, cái phụ kiện đó là của cô ấy. Tại vì chương trình không có đầu tư mà sắm nguyên bộ đó đâu anh. Cái bộ đó cũng mắc tiền dữ lắm, là phải đồ của người ta. Mà em để ý không, cô này có một cái coi như là có mũi rất mũi và môi rất môi. Có mũi rất mũi và môi rất môi. Có mũi rất mũi và môi rất môi. Môi rất môi và mũi rất mũi. Tức là nét nào ra nét đó đó hả? Dạ, rất mũi và rất môi. Bém à. Dân gian ta dùng từ bém. Bém. Yes. Yes. You know. Yeah. Bém. Anh ơi, lúc nào em cũng hiểu anh. Trời ơi. Trời đất ơi. Em thấy bà Ngân này bà không tôn trọng người chơi chút nào đúng không anh ơi. Mày cái này, mày cái này. Tính quánh ta hả? Mày cái này, quánh mày. Ta mệt, ta vô trong cái nhà banh, ta nằm, ta nghỉ rồi ta hát cái gì đâu. Sao thông đồng hả? Sao thông đồng với Ngân hả? Nhưng mà vẫn loài được một cái mấp máy môi vậy. Loài chứ. Ừ. Sao qua mắt được em Ngân? Em còn non lắm. Vậy, qua cái mấp máy môi tích tắc đó em thấy cái gì? Thưa anh, đây là một cái đầu tóc giả. Ừ. Thiệt. Tóc giả. Thiệt. À đấy. Thiệt mà nhìn như giả. Nghe được. Nghe. Nói gì cũng được hết trơn trời. Nhưng mà thưa quý vị, tại sao có cái đầu này? Tại vì con bé này nó thích vui chơi, nó enjoy cuộc sống mà. Trong cái lúc mà nó nằm giữa cái mớ banh đó, nó nghĩ banh che lấp mỏ nó. Ha. Nhưng trong cái lúc đó tôi thấy được cái chân răng của nó. Thấy cái chân răng. Thấy cái chân răng. Cái sự nhúc nhích của chân răng làm cho em biết là bạn này nó cai dở banh. Đúng. Thiên bất dung gian, lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt, lọt ngay cái chân răng tôi thấy. Như nhà sĩ vậy đó, thấy luôn chân răng ta. Khỏi tốt, khỏi đỡ thì hát mới hay. Dạ, em nghĩ là hát hay. Bạn thấy được một, bạn thấy được 10. Lá phổi xanh của trái đất. Thường cái thứ mà nó bệnh hoạn nó mới xanh. Lá phổi xanh nó bệnh hoạn. Đâu là lá phổi xanh là khỏe. Đúng rồi, lá phổi xanh là nói về môi trường. Là khỏe đó. Với trái đất thì xanh là tốt. Với con người mặt xanh sao là xuống, hiểu không? Chương trình gài cho đó bạn không để ý. Lá phổi xanh, xanh sao, tuột dốc. Không, Thành vẫn nghĩ là có một cái lý do gì đó mới cầm cái bảng đó. Okay. Chứ đâu có vô tình trùng hợp được. Mỗi người cứ nghĩ cái lý do cách là bảy người đều cầm bảng đó bạn. Bạn ấy là ca sĩ đường phố, nhưng cô gái kia đã hiểu lầm bạn này là một người hành khất. Đó, đó, đó. Tràn lên đây chi? Tôi cần quan sát đôi giày. Ai cho? Đứng xa xa, không được tiếp cận hiện vật.
Hôm nay chúng ta đến đây để hát song ca Gia Ly Hoàng Dương và Trúc Nhạn. À, Trúc Nhân. Thì Nhạn Vi Nhân Lương. Một là người phải hát cá tính, hai là người phải thích nhạc ballad. Nếu như dựa vào bộ trang phục của anh này thì anh sẽ hát bài tức là hát nhạc truyền thống à? Có là nếu, tại vì cái gương mặt bạn này nhìn có vẻ cũng sáng sủa, nếu có hát thì hát loại nhạc đó. Chứ tại sao bận bộ đồ đó mà hát loại đây nè, em xin hỏi em có biết chơi nhạc cụ hay không? Dạ em biết chơi. Em chơi cái gì? Dạ guitar. Và em phát hiện điều gì trong cái clip vừa rồi? Cái lúc vừa rồi thì em thấy bạn này bấm hộp âm rất là chuẩn luôn. Bấm đồ trưởng là thứ son trưởng nữa. Thì em nghĩ rằng là bạn này sẽ hát rất là tốt. Tại vì thường thường những người chơi nhạc cụ kèm theo người ta sẽ biết hát. Em đã vô được vấn đề rồi đó. Dạ. Nhưng em sai rồi. Sao vậy anh? Đây là một người đánh đàn giỏi chứ hát không được. Tại sao? Anh ta rất quan tâm đến những gì xảy ra trong clip. Anh ta đang đứng. Chúng ta vừa coi xong anh ta trời. Bình. Thiệt tình Trúc ơi, đưa mẹ về chữa bệnh. Nè, về đi. Mất công để cô nói hoài. Người ta ước hiếp mẹ. Thôi không sao đâu mẹ. Hát cái kiểu mà rất là dễ thương, cute baby. Em nghĩ là vậy. Dạ. Tôi không nghĩ như vậy. Ủa? Có một cái nét chấm nước mắt. Diễn xuất. Khi bạn dặm nước mắt rất không có nhịp. Chỗ đó đâu có nhạc gì đâu mà đòi nhịp. Anh ơi, một cái người bình thường mà điều khiển được tay chân dặm nước mắt sẽ đào lao. Có mình anh nè. Không, cái đó vô lý á gì. Cái đó là khi nào em diễn xuất, em lên sân khấu. Có thể là cái đó nó không vô nhịp. Nhưng mà ý là mình nói mình dặm nước mắt, mình sẽ đi đúng chỗ mình muốn dặm. Trời đất ơi, em làm nhưng điều khiển được giọt nước mắt nó rơi đúng cái chỗ đó cho em chấm vậy đó. Anh dặm mồ hôi, anh phải dặm được cái chỗ nào mà mồ hôi nó ra tràn hết cái mặt em dặm được. Còn nước mắt nó rơi lúc nó qua bên cái khóe mắt bên này, lúc nó tràn qua khóe mắt bên đây, làm sao điều khiển gì lý do đó. Bạn khi bạn dặm cái tay á, nó rất là gì nè. Có nghĩa là bà Ngân dặn dặm sao là dặm như vậy. Không có điều khiển được tay chân mình một cách linh hoạt, là một cách ngu ngơ. Anh nghĩ đó, nó lại chậm và vẫn ngu ngơ. Không có nhịp. Không có nhịp. Thực ra là bạn này là bị cái bệnh lên mồ hôi mà chảy vào mắt là sẽ bị cay mắt. Nên khi nào cay thì chậm thôi chứ không để cay nhịp tới. Nên tôi sẽ để dặn lại. Ok. Nếu muốn dặm mắt thì để dành lợi hát bài Sáng Mắt Chưa với Trúc Nhân. Ôi khổ quá. Bây giờ theo cái kiểu Trấn Thành nói, giờ không lẽ mình chậm nước mắt, mình chậm theo nhịp 3-4. Bùm chát chát, bùm chát chát chậm, bùm chát chát chậm. Trời mệt quá Thành. Sống đơn giản cho đời thanh thản em ơi. Chiều trời quá. Vẽ cái hình mà bây giờ thiếu tập, gắn thêm miếng giấy vô, vẽ dài ra thêm. Không biết cái nội dung clip nó truyền tải cái gì. Cái clip nào ở đây nó có tiếng nhân văn, em hiểu không? Cái mà em thổi không được, anh kia thổi được là kiểu như là chị ngã em nâng, hiểu không? Còn bây giờ cái này mà bây giờ vẽ không được nữa, lại còn chấp vá mà vẽ được thì bảo là không bao giờ cuộc đời này mất hy vọng. Đấy, cứ tiếp tục sống và ánh sáng ra cuối đường hầm, cái kiểu đấy đấy. Cao cả vậy luôn đó hả? Em ơi, chương trình này là một thời gian nữa là UNESCO công nhận mà. Di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Thật sự là chương trình bây giờ giá trị nó lên mấy triệu đô. Còn anh thì khi thấy bạn ấy xé tập ra, anh tự nhiên nghĩ tới cái câu giấy rách phải giữ lấy lề. Đấy, em thấy chưa? Thấy nhân văn chưa? Mỗi người có một cảm nhận văn. Mỗi một cái clip mà mỗi người một cái cảm nhận khác nhau thì biết là nó nhân văn nhưng đi đường nào. Nhưng mà bây giờ cảm nhận về âm nhạc thì bạn ấy thế nào nè Thành? Thì đấy không có cảm nhận. Thì đấy không có cảm nhận. Đấy, sao vậy? Bị bóc đâm đúng không? Vì cái nhân văn nó cảm nhận nó chi phối mình rồi. Bây giờ nói thật nhé, tôi không để ý được cái cô này là hát hay không. Nhưng mà tôi nhìn vào cái cách cô chống tay. Nói thật với các bạn, người hát hay kiểu gì cũng phải chống tay để cho sang sang hay kiểu gì đấy. Kiểu cô này bà đứng. Đây, đây, đây là tướng này bà đang đứng đây. Đây, đây. Bây giờ ta mỏi. Đấy, đây, đây. Kiểu bà. Nhanh đi nha, nhanh đi nha. Chị mệt rồi nha. Đang thử ra rồi. Đau kìa anh. Đúng không em gái? Gặp luôn hả? Mà môi còn đánh son xí mùi nữa chứ. Ủa đi học đâu được quýnh son hồi đó em đâu có được quýnh son. Hồi đó nha. Thôi chứ bây giờ là các bạn có lén lén quánh chút xíu ở trong cái lòng môi nè. Để cái neo đi. Đúng rồi. Vẽ đầu móng đồ bà này làm neo chung với bà số 1. Bà số 1 có buông cây rồi. Bà số 1 có buông cây rồi.
Nói đi nha, ba cầm kia vị ba phóng trúng mặt bây giờ đó. Nè, cái mặt ngọc lắm vẫn còn ngọc nha. Tại vì hồi nãy tất cả đều nói ba là hát dở nên ba không cố gắng nữa. À, tiếng trước tiếng sau là cầm cái vị phóng chết liền đó. Chị hiểu không? Hiểu không? Em hiểu không? Đó, lên càng. Lên lại. Bạn này, nói về chân mày học thì cái chân mày bạn cũng kéo bén cỡ chân mày của Khả Như đó. Cái thứ hai là cái môi của cổ cũng đầy đặn lắm. Xét về môi học thì khi đẩy chữ ra mà môi nó dày, bấu chữ đẹp lắm. Bấu chữ đẹp lắm. Cái thứ ba, có cắt mắt. Cô này có thể là làm neo thiệt. Tại vì cổ nằm trong cái vấn cái khu vực thẩm mỹ đó. Ừ, thì chắc hát dở đó. Em khác, em thấy cô này hát rất là tâm trạng buồn bã. Không phải nhiều khi bữa đó ế đó em. Với bữa dán cái móng lộn khách rầy quá.